Mật mã Lyoko, tập 72, khóa học cấp tốc. Này, đáng lẽ Ott phải ở đây rồi chứ? Chúng tới định chơi bóng mà. Cậu biết Ott mà, luôn có chuyện vào hôm cuối. Tớ cá là cậu ấy sợ đấy. Nếu như tớ biết thì cậu ấy đang trốn đâu đó vì cậu ấy biết rằng tớ sẽ thắng cậu ấy. À, nếu cậu hỏi tớ thì có thể là cô bé tóc đỏ thắt bím. Chà, các cậu biết không, người đàn ông của các quý cô lại thế nữa rồi. Các cậu biết đấy, cuộc sống không đến nỗi tệ nhỉ. Tôi không biết là cậu lại chia tay với Melanie đấy ạ. Ai cơ à, đúng rồi Melanie, cô ấy rất không... Cô ấy có chút... quá nhiều, các cậu hiểu ý tớ không? Không. Điều mà tớ hiểu ấy là cậu sưu tầm người yêu như kiểu người ta sưu tầm tem ấy. Này tớ kể với cậu rồi, lần này là thật đấy, tin tớ đi. Camille, cô ấy chính là người ấy. Cô ấy rất vui tính, nhạy cảm và cũng rất tuyệt. Đúng, như tất cả các cô gái mà cậu từng thích. Có thể, nhưng Camille có cái gì đó đặc biệt mà những người khác không có. Cô ấy rất thích chó. Và điều đó khiến cho mọi thứ trên thế giới trở nên khác biệt à? Đúng thế, chiều nay chúng tớ sẽ đi xem phim với nhau. Xem gì? Xác chết ngồi xe lăn 4 hay cuộc chiến thông hơi 2? Không đời nào, những ngày đó xa rồi, chúng tớ sẽ xem cái gì đó thực sự lãng mạn và trí tuệ. Tên đó là Cánh Hoa Khát Vọng. Vấn đề của các cậu đó là chẳng có tí cảm quan nào về lãng mạn, trí tuệ hết. Nói đến trí tuệ, có ai thấy Jeremy không? Cậu ấy quay lại lớp rồi, tôi nghĩ là có vấn đề gì đó nghiêm trọng. Vấn đề duy nhất của tớ là ông bạn Sana của chúng ta thôi. Các cậu có nhớ những lần tấn công gần nhất của hắn không? Lần nào cơ, cuộc tấn công với cây cối và hồ bơi hả? Chúng ta đã thống nhất là không nhắc đến cái ngày ở bể bơi rồi, đúng không? Sao cơ, có chuyện gì à? Không có gì. Chẳng có gì. Thế nào cũng được. Ý tới là tất cả những cuộc tấn công mà Sana đã mở gần đây được chưa? Các cậu có để ý mục tiêu là gì không? Là chúng ta. Nhưng đặc biệt là Elita và tớ. Đó là vì chúng tớ là những người duy nhất có thể sử dụng siêu máy tính. Thôi nào, chúng ta làm được gì rồi mà? Thế những chỉ dẫn trên điện thoại, những chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cả tớ và Elita không ở quanh đó để hỗ trợ chứ? Sana thắng chắc. Đó là lý do mà tớ hướng dẫn các cậu khóa học cấp tốc về cách sử dụng siêu máy tính. Cái gì không được, tớ sẽ đi xem phim. Tớ phải học trong buổi kiểm tra. Còn tớ có buổi tập pencastilat. Nếu các cậu nghĩ các cậu có việc cần hơn để có thể làm thì tớ không ép. Nhưng rồi, đừng có mong thắng được Sana. Cậu nói đúng, nhưng bây giờ trở thành anh hùng không dễ. Vậy thì nghe này, chúng ta sẽ gặp nhau ở phòng máy tính sau bữa trưa. Và nếu các cậu hiểu nhanh, chắc chỉ mất mấy tiếng thôi. Được rồi. Jeremy, tớ không thể đến được chiều nay. Sao không cơ? Tớ có buổi thử dạo với nhóm Sub Digitals, cậu biết đấy. Cho buổi biểu diễn, hôm nay là vòng cuối. Nhưng không thể được. Nếu có chuyện gì xảy ra với tớ khi cậu đi thì sao? Không có gì đâu. Trong khi cậu dạy mọi người cách vận hành máy tính, tớ sẽ mở điện thoại. Nếu Sana tấn công, tớ sẽ quay lại ngay. Được rồi, có lẽ cậu đúng. Tớ lo quá rồi. Đi đi, tớ có thể làm được mà không có cậu. Cảm ơn cậu, Jeremy. Thế là toi buổi tập luyện của mình hay thật. Tớ thì sao, tớ sẽ chơi bài kiểm tra nữa là cái chắc. Đó là gì, các cậu nghĩ thế là xui sao? Tớ biết nói thế nào với Camille rằng hôm nay bọn tớ sẽ không đi xem Cánh Hoa Khát Vọng. Nghĩ kỹ đi, Ott, thế là tốt hơn cho cậu đấy. Cậu không phải trả tiền để ngủ, thì còn tốt hơn là ngủ trong lớp học của anh bạn Einstein. Được rồi, để bắt đầu chúng ta sẽ phải biết qua về lý thuyết. Tớ đã in sẵn danh sách các chức năng cơ bản cho các cậu rồi đây. Đợi chút Einstein, chúng ta đi thẳng vào mảng thực hành chẳng phải dễ hơn sao? Cậu cho chúng ta biết nút nào để ấn là được mà. Đó, điều khiển máy tính không giống như chơi điện tử đâu. Trước khi tớ có thể tin tưởng cho cậu điều khiển, tớ muốn chắc chắn là cậu đã biết những thứ bên trong này. Các cậu thấy sao? Rồi các cậu sẽ thấy những thứ lý thuyết này thực ra rất vui. Phải, sẽ buồn cười lắm đấy. I
Nhìn phần thưởng này, Alita. Alita, chào em. Anh rất vui vì em đến. Để anh giới thiệu em với mọi người. Em đã biết Nick và Benon, đối tác của anh, Sophie, quản lý. Chào Alita. Còn anh chàng bự kia là Simon, người phụ trách âm thanh của tụi anh. Đây là Mary và Lise, hai ứng viên khác của vòng tuyển chọn này. Xin chào. Nếu chúng ta đưa dữ liệu ảo từ khối B vào ma trận quán tính, các cậu phải lập các file chuyển. Điều này sẽ cho phép các cậu ngăn được sự liên kết lượng tử qubit. Có ai có câu hỏi không? Tớ, làm sao mà cậu có thể kỳ vọng là bọn tớ có thể nhớ hết được đống bla bla này hả? Nếu các cậu tập trung thêm một chút, các cậu sẽ hiểu thôi. Oric đúng đấy, Jeremy. Đừng cố dạy tụi tớ hết mọi thứ mà cậu biết. Chỉ cần dạy cho tụi tớ biết cách thực hành như thế là được. Như thế nó là tiện nhất. Được rồi, chúng ta sẽ đến phần thực hành. Xong chưa? Được rồi, Mady, tốt lắm. Hãy chắc chắn là cậu ấn đúng nút nhé. Tớ sẵn sàng rồi, Ulrich. Nhưng tôi không muốn biến thành bốn tay ba chân đâu. Được rồi, chuyển hóa off, đúng chưa? Chuyển hóa off. Quét off. Vào thế giới ảo. Cậu biến tớ thành gã lùn trong vườn rồi. Ừ không. Bình tĩnh, tớ đùa thôi, mọi thứ vẫn ổn. Bắt đầu cũng không tệ nhỉ. Ừ, không tệ. Cậu chỉ bối rối vài giây và sự ấn nhầm thôi. Quý ông không cần lý thuyết. Ồ, cậu chẳng bao giờ hài lòng cả. Tôi đã đưa cậu ấy đến Lyoko đúng không hả? Đúng vậy, vì có tớ ở đây với cậu và cậu chẳng phải chịu tí áp lực nào từ cuộc tấn công của Sana. Trả chỗ tớ đây. Có một tòa tháp bị kích hoạt. Khu đồi núi. Đến phòng quét đi nhanh lên. Để tớ lo. Này. Jeremy. Hắn biến mất rồi. Hãy làm tụi anh nín thở đi, Alita. Đến lượt em đấy. Cậu ấy vẫn thở, nhưng ngất rồi. Này các cậu, còn nhớ tớ không đấy? Odd, tớ nghĩ là chúng ta gặp rắc rối to rồi. Senna cử ma biến hình đến đây và Jeremy bị ngất rồi. À, may mà cậu ấy đã chỉ cách chúng ta dùng siêu máy tính. Đúng vậy, cậu nói đúng, giờ phụ thuộc vào chúng ta. Có ai biết phải làm gì bây giờ không? Có, gọi cho Alita. Không nghe máy. Tớ đang gửi tin nhắn cho cậu ấy. Được rồi, chúng ta sẽ phải ứng biến. Tớ phải làm gì? Odd, cậu đến địa hình núi đi. Yumi, sao chúng ta không đưa Odd trở lại trong khi cố gắng liên hệ với Alita hả? Được rồi, thế cậu biết cách hiện thực hóa cậu ấy à? Không, thế còn cậu? Không cần tranh luận đâu, tớ nên ở đây chiến đấu thì hơn. Chỉ cần nói cho tớ biết chỗ có thể tìm thấy được tòa tháp. Để xem nào, đường đến tòa tháp. Ồ, tớ biết. Để tìm cách đến tòa tháp, cậu phải bật cửa sổ radar bằng hai phím này. Này, các cậu làm gì đấy? Làm cho đúng nhé. Cảm ơn. Giờ kế hoạch B. Cố gắng gửi xe trượt cho tớ. Có thể tớ tìm được tòa tháp ngu ngốc đó. Được rồi, xe trượt. Kỳ thật, các ghi chú của anh xanh để ở chỗ kia rồi. Tớ nghĩ là cái này đấy. Từ từ nhé, vì tớ cũng chẳng biết làm gì hơn. Nói mới nhớ, có dấu hiệu của con ma nào không? Phải rồi, sao hắn có thể biến mất như vậy nhở?
Ôi, Alita, chắc con ma đó đuổi theo cậu ấy. Chúng ta phải cảnh báo cho cậu ấy biết. Gặp các cậu sau nhé. Cậu sẽ làm tốt thôi, Ulrich. Cố lên. Không tin được, tòa tháp đó đâu được nhỉ? Tôi không biết. Odd, cậu có khách đằng trước kìa. Cậu tiến bộ nhiều đấy, Ulrich. Có vẻ như tụi này là Lops. Ulrich, chúng chẳng thân thiện chút nào. Mũi tên laser. Không thể tin được, để bắn trượt rồi. Được rồi, lũ quái vật, xem đây. Xong rồi ạ. Được rồi, cảm ơn cả ba em về những bản nhạc. Bạn anh cần chút thời gian để hội ý. Anh sẽ cho các em biết quyết định sau nhé. Ôi không. Alita chính là lựa chọn của chúng ta. Đúng vậy, không còn nghi ngờ gì nữa. Này, xe của tớ đâu? Cậu có định gửi hay không hả? Tớ đang làm đây, xem nào. Tớ ở đây rồi. Cố nhanh lên, mũi tên laser. Materialization overboard. Tàu bay. Ulrich, cậu vừa gửi xe trượt cho tớ đấy. Xin lỗi cậu Odd, tớ không thể gửi gì khác được cho cậu. Còn hơn là không có gì, nhưng có vấn đề nữa đấy. Cậu phải gửi nó cho tớ chứ không phải là chúng, ngốc ạ. Tuyệt thật, tớ đoán là tự mình phải giải quyết thôi. Đến lúc chinh chiến rồi. Chào Mary, Liz, anh rất tiếc nhưng... Alita đâu rồi nhỉ? Không. Chúng ta nên đi thôi. Anh không sao chứ? Có đau không? Mọi thứ ổn chứ? Ulrich, tờ tháp ở đâu? Tớ xin lỗi Odd, tớ sợ ấn một số nút này lắm. Ôi trời, lại nhanh lên đi, tớ bắt đầu mọc rễ rồi. Con số đó là gì vậy? Tuyệt, Jumi, vừa đúng lúc. Tớ thấy cửa sổ đếm ngược hiện lên rồi đây. Đợi đút, tớ mang chuyên gia đến rồi đây. Nghe này, tớ đây, trên cửa sổ đó hiện cái gì? Nó hiện là đầu phô mát béo ngậy, có nghĩa là gì? Đó là mật mã, cậu khởi động chương trình ảo hóa trực tiếp trên khu vực đồi núi rồi. Ulrich, Odd đã tìm thấy tòa tháp chưa? Chưa, nhưng tôi có ý này. Ulrich, đầu phô mát béo ngậy ư? Ồ, đó là chuyện được riêng giữa tớ và Jeremy ấy mà. Yumi, lối này. Tảng băng nổi này chắc chắn là bị bỏ rơi. Chẳng có gì để mất. Cố tìm tòa tháp nào.
Không tin được, mình vẫn bị kẹt trong khu vực băng. Ồ, Ulrich tự ảnh hóa mình vào khu vực đồi núi. Ott, sắp tới chỗ tòa tháp rồi. Phía tây bắc tính từ vị trí của cậu, bọn tôi sẽ gặp cậu ở khu vực đồi núi. Đi thôi. Muộn còn hơn không. Giờ đến lượt cậu Yumi, ảo ảnh hóa tới đi. Được rồi. Chuyển hóa Alita. Quét Alita. Ảo ảnh hóa. Mình làm được rồi. Đoán xem ai đây. Có món gì nào? Vẫn như mọi lần thôi. Một khay hải sản đằng kia và món khai vị William. Cậu đúng giờ đấy nhỉ? Ừ, nhưng ít nhất tôi đến đây và không phải nhờ cậu đâu. Nếu cậu biết tôi đã vượt qua bao nhiêu tòa tháp trước khi đến được đúng chỗ này hả? Chúng tôi cần nhiều phương tiện hơn Yumi. Cậu nghe thấy tớ nói không? Yumi, Yumi trả lời đi. Liệu có phải do vấn đề đường truyền không? Không, tôi nghĩ là tệ hơn. Tôi chắc là con ma đó đã đến phòng máy rồi. Có lẽ cậu nói đúng, Alita, được rồi. Tớ sẽ đi, bắn tớ đi, Ott. Không, tớ nên đi. Tớ đã mất khá nhiều điểm sinh mạng rồi, cậu vẫn còn đủ điểm. Cậu nên hữu ích hơn khi còn ở đây. Hơn nữa, đó chính là những gì mà chúng ta đã làm ở bể bơi. Tớ sẽ chỉ cho cậu. Đi đi. Nào, công chúa. May quá, suýt nữa thì... Ngay nào! Yumi, cậu không sao chứ? Tớ không biết là cậu quay lại. Hắn cũng không biết, nhưng giờ thì biết rồi. Chúng ta không có thời gian đâu. Chúng ta sẽ tìm cách tái tạo lại. Được rồi, đừng cử động. Cậu nghĩ là cậu có thể ảo ảnh tớ được không? Bình tĩnh, tớ là chuyên gia máy tính mà, cậu biết rồi đấy. Tớ không... Siêu ám khí. Alita. Siêu tốc. Gì vậy William? Cậu lại để mắt đến cô nàng khác à? Làm tốt lắm Ott, vừa đúng lúc. Cảm ơn. Đó là do tài năng của tớ. Einstein sẽ rất tự hào. Vui thật, ta vừa mới nguyền rủa ngươi. Later, Gator.
Ồ, có cái gì kìa? Nhìn lên. Người xong rồi, Yumi. Rồi xem. Không. Không. Vô hiệu hóa tòa tháp. Chuyện gì vậy? Alita, con ma, tòa tháp. Các cậu đã làm được ư? Tớ không làm gì cả. Tớ phải nói là cuối cùng các cậu cũng tự xoay sở được. Nhưng các cậu cũng phải thừa nhận là tớ đúng đi. Nếu Sana tấn công, hoặc là Alita và tớ, tớ biết là các cậu có thể sẽ đảm nhận được. Ý cậu là cậu tin tưởng bọn tớ à? Đúng vậy, một chút. Đó là tin tốt đấy. Cái ngày kia tớ sẽ đi cả ngày rồi. Nhóm sắp đi giữa tớ đã chọn tớ biểu diễn tiết mục mở màn. Mặc dù tớ đã cho bọn họ leo cây. Chuyện Alita cậu làm tốt lắm. Đúng đấy, tuyệt vời. Nhưng mà Oz ơi, phim Cánh Hoa Khát Vọng của cậu thế nào rồi? Tệ lắm. Hơn nữa tớ đã chia tay với Camille rồi. Tớ cũng chán cái trò lãng mạn rồi. Này đừng có nhắc về vụ bể bơi nữa nhá. Đừng có nói với tớ là các cậu sẽ không bao giờ kể cho tụi tớ nghe chuyện gì đã xảy ra. Thật ra nó rất đơn giản. Oz, chúng ta đã nói là cậu không được nhắc đến cuộc tấn công ở phòng tập rồi cơ mà. Chuyện gì ở phòng tập? Không có gì đâu.